Alo, đây, hiện tại là đang ở dưới gốc cái cây sầu riêng. Mình ở là năm thứ tư rồi đó, mà nó không chịu lớn. Năm trước có trái, năm vừa rồi không được mấy trái rụng hết. Năm nay thì không biết sao, đây, vẫn đang còn rậm quá. Thì hôm nay sẽ tiết mục đó là tỉa cành sầu riêng. Rồi, dụng cụ yêu thích của mình khi tỉa cành sầu riêng là cái này. Đơn giản, dịch dễ bén này, mà dịch mấy cái cành chùi nhớt này, chùi nhớt cành khô. Cái cây này cũng thường xuyên được tỉa ở dưới làm cà làm đồ, ở dưới thì cũng hay tỉa cho nên là phần phía dưới thì nó hơi thoáng đó. Tỉa mình tỉa mấy cành mà xì xì xuống đất này, như cái cành này này, xì xì xuống đất này, cho nó đi luôn, cho cái sắc bên kia xuống đất và sau nó cũng dễ bị nấm. Ừ, cầm tam cành nhỏ thì luôn. Ừ, ok, coi không được chuẩn cho lắm. À, nói chung là giữa đây mình khoảng hết à, như cái này thì chuyện hết tạo cái khoảng cách để mà vừa sau nó hoa ra trái. Chủ yếu là hoa trái, chủ yếu mấy cành cấp này thôi, cái cành đứng này, cái cành này là cành đứng, đứng cho nên chủ yếu là cành ngang đó. Mấy bữa không chịu bấm cành sớm bây giờ toàn ra cành đứng không, khó tỉa lắm. Không thân à. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tỉa kiểu sơ sơ hết rồi chúng ta đi lên. Chim ca vườn hú à. Nhiều cành nhiều cấp đang bù đang bạn đi lên các bạn, tại leo tại bán. Cành cành như cành này này sạch. Nên này cao gần tay quá thì mình kéo tỉa làm sao cho thoáng. Ở phía trên này thì cứ cắt 5-70 phân ra, 5-70 cm từ thân ra, thì là cần nào to mình lựa lại, cần nào khả năng mang trái thì mình để lại thôi. Đấy. Thân nhỏ mình cũng tỉa đi nha. Đấy, tỉa sao cho tỉa ok, thoảng cái cành ra là ok thôi. Khả năng làm chải rất là, cây này chắc qua năm phải làm được vài chục chải chứ ít. Năm vừa rồi làm ít mà, năm vừa rồi là không kịp làm, năm vừa rồi nó có ra hoa nhưng mà nó rụng hết chải mùa, đọt ra phóng như điên luôn. Đọt mà nó phỏng thấy dành lã thì không thể nào giữ được rồi. Đấy. Tiếp một hồi sẽ thấy cái cành cây này nó thoáng hẳn rồi. Cái này thì chúng ta phải dùng liềm để sơ thôi. Ok, để mình tiếp làm xong rồi quay lại kết quả cho các bạn xem nha. Sau một hồi loay hoay với cây. Đây.
cây mình đã tỉa xong rồi. Đọc bên này chói sáng quá nhìn nó mờ mờ. Nói chung là tỉa thoảng cái cây ra. Dưới này thoảng để chưa chỗ cho sau hoa đồ nó ra. Cái này thấp quá cho nên mình chưa bắt đọt được nha. Đang phải để giữ cành, coi có cành nào giữ được không. Đấy, ok, vậy là xong. Chương trình tỉa cho một cây tơ. Vừa thôi chứ tỉa nhiều quá là mặn lắm. Cái này cũng đang tỉa nhiều lần rồi, cho nên mình nó tỉa ít. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở video sau.